đi khăn san cánh xài vô cha nặng đi khổ ba la nặng sang xa rô san tham mang á vì cha na tăng đi kha cha ca ra tu lăn tí đi khăn san tánh xài vô cha nặng đi khổ ba la nặng sang xa rô san tham mang á vì cha na tăng. Người mất ngủ thấy đêm dài, đường xa mệt mỏi đôi vai lữ hành. Ngu nhân chẳng thấy pháp hành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về của hòa thượng Viên Minh. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Chưa nghe Trần Phụng ơi, mời Trần Phụng cầm mic à. Dạ alo. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn quý cô cho con biết được tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức. Con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ quý cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính chào quý cô chú. Dạ, cho con được ôn bài câu pháp cú 660. Đi ga cha ga ra tô rắc tí đi gần san tất xá vô cha này đi go ba la năng sang sa rô sách tham mang abhijja na tăng đi ga cha ga ra tô rắc tí đi gan san tất xá vô cha nành đi go ba la nang sang sa rô sát tham mang abhijja na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Và đây là khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin được kệ. Đi ga cha ga ra tô rát ti đi khăn san tát xa vô cha năng đi go ba la năng san xa rô sát tham mang abhijja na tăng cha gà ra tô rát ti đi khăn san tát xa vô cha năng đi go ba la năng san xa rô sát tham mang abhijja na tăng. Người mất ngủ thấy đêm dài, đường xa mệt mỏi đôi vai lữ hành, ngu nhân chẳng thấy pháp hành, luân hồi nào biết mối manh nẻo vờ. Đây là khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Viên Minh. Dạ, con đã đọc việc kệ xong, và con xin mời vị kế tiếp. Dạ nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sông Kha. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Chào quý cô tu nữ cùng quý đạo trong rung.
con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 60. Đi ga cha gá rá tô rát tí, đi găng san táp xá vô chá năng, đi gô pa la năng xâm xa rô, sắc thâm măng a quý cha ná tăng. Đi ga cha gá rá tô rát tí, đi găng san táp xá vô chá năng, đi gô pa la năng xâm xa rô, sắc thâm măng a quý cha ná tăng. Đi ga cha gá rá tô rát tí, đi găng san tát xá vô chá năng, đi gô ba la năng xâm xa rô, sắc thâm măng a quý cha ná tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chơn diệu pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người mất ngủ thấy đêm dài, đường xa mệt mỏi, đôi vai lữ hành, ngu nhân chẳng thấy pháp hành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Bản dịch của Hòa Thượng Viên Minh. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của cô tu nữ Tệ Duyên. Yeah, sa thú lành thai, chính tri ân chị. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tự, kính lễ quý tu nữ và thành chào quý thiền nam tín nữ. Và tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số 60. Và cảm ơn Quỳnh. Đi ga cha ga ga tô ra tí, đi găng san tá sa yô cha năng, đi gô ba la năng tăng sa rô sát thầm măng a vi cha na tăng. Đi ga cha ga ga tô ra tí, đi găng san tá sa yô cha năng, đi gô ba la năng tăng sa rô sát thầm măng a vi cha na tăng. Đi ga cha ga ga tu ra ti, đi gan san ta sa yo cha năng, đi go ba la năng sam sa ro sa tham măng a vi cha na tăng. Đi ga cha ga ga tu ra ti, đi gan san ta sa yo cha năng, đi go ba la năng sam sa ro sa tham măng a vi cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người mất ngủ thấy đêm dài, đường xa mệt mỏi, đôi vai lữ hành, ngu nhân chẳng thấy pháp hành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Và câu thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Hòa Thượng Minh Minh, xin lỗi. Quen hồn Hòa Thượng Giới Đức. Dạ bây giờ tự nhiên đã kể xong. Dạ bây giờ không thấy bàn tay của ai. Dạ bây giờ kính mời Nhật Quỳnh. Dạ mời Quỳnh có thân á. Mời Nhật Quỳnh mà thấy Quỳnh có thân á. Sa thú lành thầy cô Tuệ Duyên.
Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sáng Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng và kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quang lâm Đạo Tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể kinh pháp cú số 60. Kính cảm ơn cô Tề Duyên Trần Phùng và Thích Nhật Huỳnh. Dika cha ga ra to ra tinh di khang san ta sa yo cha nang di ko ba la nang sang sa ro sat tham mang a vi cha na tang Dika cha ga ra to ra ti di khang san ta sa yo cha nang Di ko bala nang sangsaro satthamang avijana tang di ka jagarato rati di kang santasayo chanang di ko bala nang sangsaro satthamang avijana tang Dika jaga rato ratingi, dikang santasa yo chanang, diko balanang sangsaro, satthamang avijanatang. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết trơn diệu pháp, bản dịch của Ngài Minh Châu. Người mất ngủ thấy đêm dài đường xa mệt mỏi đôi vai lữ hành ngu nhân chẳng thấy pháp hành luân hồi nào biết mối manh nẻo về bản phổ thơ của ngài giới đức Nam mô Phật Tha Gia con xin được xuống đất đại dạ kính mời cô tu nữ Tham Ma Chà Ri ạ. Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm biết rồi cô Nhật Quân. Dạ, cô nghe rõ không cô? Dạ, cảm ơn Trần Phụng. Dạ, Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn, con kính đảnh lễ Đại Đức Tệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng ở bên Việt Nam mà con không được biết. Dạ, kính lễ cô Tuệ Duyên, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, chú Phát Thả Lá xin chào bà. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh số 60 ạ. Dạ, chào cô Trần Phụng. Dạ, sau đây con xin phép được vậy ạ. Đi ga cha ga ra to ra ti đi ga san tăng sa ro cha năng đi go pa na năng san sa ro sa tham mang a vi cha na tăng đi ga cha ga ra to ra ti Đi gan san tán sa ro cha năng Đi go pa na năng san sa ro Sa tham mang a vi cha na tăng Đi ga cha ga ra to ra ti Đi gan san tán sa ro cha năng Đi go pa na Nang samsaro satamang avijanatang. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người mất ngủ thấy đêm dài,
đường xa mệt mỏi đôi vai hữu hành. Ngư nhân chẳng thấy pháp lành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Dạ, đó là thủ thư của Hòa Thượng Viên Minh. Dạ, con đã trả bài xong rồi. À, xin mời cô Nhật Quỳnh tới mít giùm nha. Giờ này cũng vừa chuẩn bị hết giờ. Dạ, xa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Ma Chá Rí. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trần Phụng, cảm ơn Thi Na, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, còn được 2 phút con xin phép được ôn bài ạ. Dạ, cảm ơn Minh Vách Tha Ná cho bài học. Đi kha cha ca ta tô ra ti đi khăn san ta sa dơ cha năng đi khô ba la năng sẵn sa rơ sạch thẩm măng a quý cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài, kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Dạ, đây là bản chữ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Đề kha cha ga ra tổ ra ti đi khăn sanh ta xà dỗ cha năng đi khổ ba la nặng sang xa rô xa thâm măng a quỳ cha na tăng. Đi kha cha ga ra tổ ra ti đi khăn sanh ta xà dỗ cha năng đi khô ba la nặng sang xa rơ sát thăng măng a vị cha na tăng. Người mất ngủ thấy đêm dài, đường xa mệt mỏi đôi vai lữ hành. Ngu nhân chẳng thấy pháp hành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Quyên Minh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tệ Đức đã tiên phong ông bà pháp của kinh số 60. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, cô tu nữ Tệ Duyên, Vinh Quát Thanh Á, Cẩm Vân, Xích Trần Phụng, Xích Thi Na đã hoan hỷ ông bài câu pháp của kinh 60. Và bây giờ cũng đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp của kinh 61. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Chúng phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận ngứa được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn đâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được
tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh 61. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Vinh Quá Tha Na cho bài học, và Nhật Quỳnh cũng kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sa thú con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lần thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân quý vị đã cho biết là nghe rõ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học Phật Pháp với bộ môn Pháp Cú qua câu kệ số 61. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Cha ran che na thi gat chay ya, cha ran che na thi gat chay ya. Đoạn thứ 2: Say yang sa di sa mat ta no, xây dân sa di samat ta nô. Đoạn thứ 3: E kachari yan dan hang kai ra, E kachari yan dan hang kai ra. Đoạn thứ 4: Natthi ba le sahayata, Natthi ba le sahayata. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ có hai từ. Từ đầu tiên, cha răng chê, đây là một hợp từ chúng ta tách ra cha răng cộng với là chê. Cái chữ mà M có chấm dưới đó, xin thưa quý vị, khi mà nó đứng trước một cái phụ âm nào đó, đó thì nó sẽ biến thành cái chữ cuối cùng của cái bọn đó. Trong trường hợp này chúng ta thấy chữ chá răng, chữ M chấm dưới, nó đứng trước chữ chê là chữ chá đó. Thì nó sẽ biến thành cái chữ cuối cùng của cái bọn chá, chá 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 nhá. Thành ra nó biến thành chữ nhá. Chá răng, chá rá chia theo đối cách. Thì chữ chá rá ở đây đó có nghĩa là cách sống, là lối sống, là kiểu sống. Chữ chê, chê là từ chỉ điều kiện, có nghĩa là nếu, giống như chữ if ở trong tiếng Anh. Từ thứ hai, na thi gat chay ya, đây là một hợp từ chúng ta tách ra na cộng với là a thi gat chay ya. Athigachaya từ cái động từ athigachati mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít, thành ra nó có cái hình thức là aya. Na là phủ định từ có nghĩa là không, athigachati có nghĩa là đạt được, đắc được. Rồi xin thưa với quý vị đó, cái chữ chá ra này đó, ở trong chú giải đó thì là chỉ cho người bạn lành. Dạ, chúng tôi quên. Chữ chá rá này đó có nghĩa là lối sống, kiểu sống,
À, nhưng mà theo chú giải đó thì chữ chá ra đây còn có nghĩa nữa đó là bạn lành. À, vậy thì nếu mà bạn lành đó thì chữ Atigachati đó, Atigachati có nghĩa là đắc được, đạt được. À, mà chữ chá ra mình dịch là bạn lành đó, theo chú giải đó thì chữ Atigachati ở đây mình lại thêm một nghĩa nữa là gặp. À, vậy thì na thi gách chát tí đó là không đạt được, không đắc được, không gặp được. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên xây dân. À, đây là một tính từ. À, chữ giá chia theo cách chia theo đối cách đó, nó bổ nghĩa cho cái chữ chá răng. À, thành ra là đồng cách đồng số. À, chia theo đối cách số ít. Chữ sát đi xăng sao cũng vậy. À, xây dân đây là tính từ so sánh hơn. Rồi từ thứ hai sadisamattano. À, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Sadisang cộng với là attano. À, sadisang là sadisa mà chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là sadisang. Đây cũng là tính từ so sánh bằng. Rồi attano. À, attano là atta. À, chia theo cách thứ tư và cách thứ sáu nó cũng đều có cái hình thức là attano hết á. À, thì ở đây mình hiểu đó ha. À, sánh đó thì đối với mình hay là đến mình, thì thành ra ở đây mình lấy cái thứ tư. Atano là đối với mình. Rồi đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên e kacharyang. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra e cá cộng với là chariyang. E cá là một. E cá là số một, xin thú vị. À, rồi chữ chariyang. À, chariyang đó nó xuất phát giống giống như là cái danh từ chara ở trên. Danh từ chara ở trên đó được hình thành từ cái căn động từ là chá r đấy. À, thì ở đây thêm vô cái vị ngữ giá để biến thành danh từ nữ tính chariya. À, danh từ nữ tính thì nó cũng có cái nghĩa giống như là chara vậy. Cũng là cách sống, kiểu sống, lối sống. Thì ở đây đó nguyên cái hợp từ đó e kacharyan. À, mình sẽ lấy cái nghĩa đó là độc cư một mình. Từ thứ hai đan hăng. Đan hăng là đan hát. Đây là tính từ đan hát. À, chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là đan hăng. Đan ha có nghĩa là mạnh mẽ, chắc vững, vững vàng. À, thì có đôi khi tính từ chia theo đối cách đó, nó trở thành là trạng từ. À, nó trở thành là trạng từ. À, thì thành ra trong trường hợp này đó mình dịch theo nghĩa là trạng từ cũng được, mà mình dịch theo nghĩa đó là tính từ cũng được. Nếu tính từ đó thì đan hăng này sẽ bổ nghĩa cho e kacharyan. Rồi từ thứ ba cuối cùng kajira. Kajira là từ động từ karoti. À, mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít, thành ra nó có cái hình thức là kajira. À, đây là cái động từ bất quy tắc đó, xin thưa quý vị, cho nên nó chia kiểu vậy đó. À, cái hình thức nó không có theo quy tắc.
Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Cá di ra, đúng rồi, là cá rô tí mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba. Khả năng cách đó thì mình dịch ra là có thể, có thể làm, có thể tạo. Có thể hoặc là nên. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, nắp thí. Cái động từ này mình tách cũng được mà không tách cũng được. Nắp thí là không có. Rồi nắp thí là không có, chia theo ngôi thứ ba số ít. Rồi từ thứ hai, ba lê, ba lá chia theo cách thứ bảy số ít. Ba lá là người ngu hay là ngu nhân. Ngu nhân hay ngu nhân gì cũng được. Từ cuối cùng, sa ha gia ta. Đây là một danh từ nữ tính. Có nghĩa là bằng hữu hay là đồng minh. Bằng hữu hay là đồng minh là người đi theo nhóm của mình. Hay là người đi, là người đi theo nhóm. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi. Chê là nếu. Na thi gách chay giá. Không thể gặp được chắc răng bạn lành. Đó, trong trường hợp đó, mình dịch chắc răng là bạn lành đó. Nếu không gặp được bạn lành xây dân hơn sẽ đi săn bằng Atano với mình. Nếu không gặp được bạn lành hơn bằng mình, cái mình phải rồi bằng mình. Thì e ca cha ri yang ca di ra là thì nên tạo dựng đời sống một mình đan hăng một cách vững vàng. Nắc thí không có sa ha gia ta bằng hữu hay là làm bạn bằng hữu ba lê ở trong ngu nhân. Còn nếu như mà chữ chá răng mình dịch đó là cách sống kiểu sống ha, thì ở đây mình sẽ dịch là chê nếu na thì gắt chê giá nếu ha, không có thể có được chá răng lối sống hay là kiểu sống xây dân hơn sẽ đi sang bằng Atano với mình. Thì e ca cha ri yang ca di ra có thể tạo dựng đời sống độc cư đàn hăng một cách vững vàng. Nát thí không có sa ha gia tăng đồng minh ca lê ba lê trong ngũ nhân. Rồi đó là chúng tôi dựa vào cái ngôn từ Bali, dựa vào văn phạm Bali để dịch ra văn xuôi là như vậy. Chúng ta có thể gọt giũa từ ngữ rồi sắp xếp lại sau đó để nghe cho hợp lý, cho hay, thì cái đó là tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 61. Dạ, xin tùy hỷ và kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần bót bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 61. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo.
để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppappanno bhagavato savakka sangho sanghang namami namatthu ratana tayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Pháp tại rừng Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 61. Câu kệ này nằm trong phẩm Ba La Quát Gá, phẩm Ngu Nhân, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự gần thành Sa Quách Thi, đề cập đến một vị đệ tử của tôn giả Maha Kassapa. Tức là cái câu chuyện này nói về mối quan hệ giữa hai thầy trò tôn giả Maha Kassapa. Thầy vừa là thầy, vừa là bạn của trò. Trò vừa là trò và vừa là bạn của thầy. Tương truyền rằng một lần nọ, ngài Maha Kassapa đang ở tại động Pipphali Guha, hay là Pipphali Guha là cái động. Cái động này ở gần thành Rajagaha. Tôn giả Maha Kassapa có hai người đệ tử hầu cận. Thì ở cái giai đoạn này thôi ha, xin thưa quý vị, chứ còn sau đó đó thì tôn giả Maha Kassapa độc cư có mình. Trong hai người đệ tử này đó thì có một vị rất là siêng năng chăm chỉ làm các cái bổn phận của mình, còn cái vị kia đó thì xảo trá nè, gian manh nè. Thường đó, không có làm mà lại kể công, và rồi lương lẹo đủ thứ chuyện hết. Ví dụ như nữa, cái gì siêng năng chuẩn bị nước nôi rồi là bằng chải kem đánh răng cho tôn giả Maha Kassapa. Thì khi chuẩn bị xong đó, bắt đầu đó là cái vị mà lười biếng này đó không có làm chi cả, đợi người ta làm xong rồi cái bắt đầu đó là tranh công, đi đến tôn giả, thỉnh tôn giả đi rửa mặt đánh răng, làm như đó đây là những cái công việc mà mình làm vậy đó. Rồi đến giờ mà tôn giả chuẩn bị đi tắm rồi đó, thì cái vị kia đó, vị siêng năng đó, đó cũng làm nó ráo trọi, nhưng mà vị này đó thì cũng lại cướp công. Và một lần nọ đó, vị hầu cận mà siêng năng đó
muốn thử xem coi cái mức độ phản xạ điều tiết của cái vị lười biếng này như thế nào. Đồng thời đó cũng để lật tẩy cái vị này ra. Thành ra đó là mới chuẩn bị nước. Thì thay vì đó là nấu nguyên cả một cái nồi nước to nóng vậy đó để cho tôn giả Maha Kassapa tắm. Thì bây giờ sau khi nấu xong đó, vị này mới rót vô cái phích nước và giấu cái phích nước đó ở phía sau cái cửa tắm đó. Còn ở trong nồi đó thì để lại một chút xíu thôi. Nhưng mà vì do còn nóng đó thì thành ra đó là còn khói nó bốc ra, nó bốc hơi ra. Bắt đầu đó cái vị tỳ kheo mà lười biếng kia đó thấy vậy tưởng đâu là cái vị si đã chuẩn bị rồi. Cho nên mới đi thỉnh tôn giả Maha Kassapa đi tắm. Thì khi mà tôn giả Maha Kassapa đi bước vô phòng tắm đó thì dở cái nồi ra, về đâu trong nồi đó nó còn chút xíu nước à. Thì làm sao mà tắm được? Đó, thì lúc đó đó mới rầy trách cái vị tỳ kheo lười biếng kia. Nói rằng đó là không có nước, không có làm bốn phận sự chi hết cả. Ấy thế mà ông lại mời thỉnh ta đi tắm là sao? Rồi một lần khác, tôn giả Kassapa cùng với người đệ tử kia đó đi vào ở trong thành khác đó để mà khất thực. Lý do đó không có dẫn cái gì là lười biếng này đi theo đó, vì cái gì lười biếng này đó nói với tôn giả Maha Kassapa đó là bạch ngài, hôm nay con trong người nó hơi mệt mỏi thì thành ra con không có đi theo hầu cận này được. Thì xin thưa quý vị đó, nói một đằng nhưng mà lại làm một nẻo. Khi tôn giả Maha Kassapa cùng với người đệ tử của mình đi đến thành khác để mà khất thực đó, thì bây giờ cái vị sư lười biếng này đó mới đi vào ở trong thành Ratchakaha đó, đi đến những người đại tín nữ của tôn giả Maha Kassapa đó, nói rằng tôn giả Maha Kassapa trong người không có được khỏe, cần những loại thực phẩm như thế này như thế kia về để bồi bổ, để làm cho sức khỏe mỗi. Thì những người đại tín nữ kia đó là người ta kính trọng, tôn trọng, yêu mến, thương mến, quý trọng tôn giả Maha Kassapa. Cho nên khi mà nghe nói rằng tôn giả Maha Kassapa trong người không có được khỏe, cần những loại thực phẩm dạy 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 đó, thì xin thưa quý vị, người ta ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị tức khắc liền. Chuẩn bị xong rồi đưa cho cái vị này để vị này đem về. Thì ai về đâu rồi, đi về dọc đường vị này có nhiêu cho vô bao tử hết. Rồi tôn giả Maha Kassapa cùng với cái vị kia về rồi mai đó, tôn giả Maha Kassapa cùng với cái vị đệ tử kia đó mới đi vào trong thành Ratchakaha để khất thực. Thì bây giờ các cái đại tín đại thí chủ, người ta gặp tôn giả Maha Kassapa vậy, người ta chấn hửng. Ủa sao con nghe nói ngài trong người không được khỏe, vậy sao hôm nay ngài lại ôm bác đi trị bệnh ở đây? Hôm qua con nghe nói ngài không được khỏe, dạ. Con đã gửi các cái nhu yếu phẩm đến để hỗ trợ làm cho ngài khỏe ra. Ngài có nhận được chưa? Đại loại vậy. Thì vỡ lẽ ra, nhưng mà xin thưa quý vị, là chẳng lẽ mình là đạo sư mà thầy mà nói là tôi không có nhận. Thành ra đó là tôn giả nín thân đi về. Vì mới dạy cho cái vị đệ tử kia đó. Này đệ tử, nghe nói ngày hôm qua ông đã làm dạy. Người xuất gia đó không có nên ăn, có nên dùng những cái loại thực phẩm mà mình quán thấy nó không có hợp lẽ đạo. Hay nói cách khác hơn đó là mình không có dùng, không có nhận những cái thực phẩm mà nó tà mạn như vậy.
thì xin thưa quý vị đó, cái vị tỳ kheo, cái vị sư lười biếng này đó bị tôn giả Mahakassapa quầy rầy la. Mình nói vậy cũng được ha, mà mình có thể nói cách khác hơn đó là chỉ điểm, chỉ cho mình thấy cái sai, để từ đó nếu mà mình sửa thì mình sẽ được tốt hơn. Nhưng mà vị này đó không có thấy vậy đó, mà vị này cứ nghĩ đó là tôn giả Mahakassapa đang rầy, đang la, đang mắng, đang chê bai. Từ chỗ đó, đó mà cột quan trái, ghét. Cột quan trái ghét. Thì khi mà cột quan trái ghét thì sao xin thú gì? Trả thù. Trả thù. Thành ra đó là một lần khác tôn giả Mahakassapa cùng với người đệ tử kia đó đi cũng đi vào trong làng, tức là đi khắc thực rồi đi hóa độ chúng sinh. Thì cái vị này mới ở trong chùa một mình để bắt gì? Cột quan trái rối, ghét thù rối. Thì cột quan trái ghét thù rồi không có làm gì được tôn giả, thì thành ra là gì xin thú vị? Giận cả chém thật. Cho nên đó là mới lấy gậy đập bể hết tất cả các cái đồ dụng của tôn giả Mahakassapa. Rồi đập còn chưa đã đâu, lấy lửa thiêu luôn cái cọc đó. Và còn những cái món nào mà lửa nó không có thiêu cháy được đó, thì cái ông này đó, ông lấy cái vật gì đó nặng nặng đó, đập cho nó bể hết luôn, tức là phá tan hoàn hết luôn. Xong rồi đó thì ông ta bỏ đi. Và xin thưa quý vị đó, với việc làm hành động của ông ta đó, bất kính nè, rồi là hãm hại nè, đến một bậc thánh vô tận giống như tôn giả Mahakassapa vậy đó, thì thành ra đó là sau khi thân bại mạng chung, ông ta cái vị đó đó bị đọa vào địa ngục chìm ý. Ác quy chí, tức là địa ngục vô gián. Thì xin thưa quý vị đó là vì cái cốc liêu rồi nó cháy rồi nó tan hoang vậy đó, thì thành ra đó là bà con cô bác xung quanh vòng vòng đó, đó người ta sẽ thấy, sẽ biết. Cho nên đó người ta mới bàn tán xôn xao rằng là người đệ tử của tôn giả Mahakassapa không có phục thiện, không có phải là người dễ dạy, thành ra đó là không có chịu nổi cái sự giáo hóa của tôn giả Mahakassapa. Thành thử ra đó là tam bành lục tặc nổi lên, đã đốt cháy đi cái cốc liêu của tôn giả và trốn đi. Thì cái sự việc này đến tai của chư tỳ kheo ở vòng vòng thành Rajagaha. Thì bây giờ có một vị tỳ kheo trong số những cái người đó, đó đi đến thành Sawatthi và đến chùa Chetavana để ý kiến Đức Thế Tôn. Thì khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, chào hỏi hai bên xong, thì Đức Thế Tôn ngài mới hỏi này tỳ kheo, ông từ đâu đến? Người này mới trả lời là bạch ngài, con từ thành Rajagaha đến đây. Thì Đức Thế Tôn nghe vậy đó mới hỏi về tôn giả Mahakassapa, vậy chứ con trai ta Mahakassapa đó có được an vui, được dễ chịu không? Thì cái vị này mới trả lời đó, bạch ngài, được dễ chịu, nhưng mà có một cái vị đệ tử đó không có chịu nghe lời giáo huấn của tôn giả Mahakassapa, mà còn sanh tâm thù hận, quán xét, quan kết quan trái nè, rồi nổi lửa đốt cháy cái cốc liêu của tôn giả và bỏ đi rồi. Đó, thì nương theo đó, đó Đức Thế Tôn ngài nói,
cái sự việc này đó nó không phải xảy ra ở trong cái kiếp này đâu, mà quá khứ đó cũng đã từng xảy ra ở một kiếp rồi. Chư Tăng nghe vậy cái bắt đầu mới yêu cầu Đức Thế Tôn cho biết. Đức Thế Tôn ngài mới nói đó là quá khứ hai thầy trò này đó, trò đó thì là sanh làm con khỉ, còn thầy đó, thầy tức là tôn giả Mahakassapa đó, sanh làm con sáo. Thì con sáo đó siêng năng xây cái tổ để che mưa che nắng, tương đối tương tích. Còn cái con khỉ đó thì là lười biếng, ham chơi. Thành ra đó là không có cái chỗ trú cho nó tương tích. Lúc bấy giờ đang trời đang mưa đó thì con khỉ không có cái chỗ trú, thành ra đó là đi lang bang ướt mem hết đến cái chỗ của con sáo đó. Thì cái con sáo mới thấy vậy đó, cái mới nói đó là cái anh có đầu giống người, đủ tay chân khỉ ơi, sao không làm nhà ở để lang thang ngoài trời. Con khỉ nghe vậy mới đáp lại đó là ta có đầu giống người, đủ tay chân sáo ơi, nhưng ta thiếu trí tuệ, phải thua kém người đời. Đó, mới đầu đối đáp qua lại nghe cũng êm ái, thâm tình. Nhưng mà rồi đối đáp riết đó, cái bắt đầu đó là những cái thói hư tật xấu của con khỉ đó được con sáo này nêu lên. Thì xin thưa quý vị đó, lúc đó đó là con khỉ bị chạm từ ái mảnh đối. Theo quý vị có vậy không? Mới đầu người ta nói chuyện cho mình thâm tình vậy đó, rồi cái hồi ha, cái người ta kể những cái thói tật xấu của mình ra đó. Theo quý vị đó, mình có sụ mặt không? Sụ liền chứ ha, nếu phàm phu là sụ liền. Sụ rồi thì có khi là gì? Nổi đóa lên, tam bạch lục tặc nổi lên, nặng hơn có khi là cột quan trái luôn, dẫn đến đó là sân ác luôn, sân ác được hiện bày luôn á, là quý diệt đối tượng luôn á, giống như là cái người ở của tôn giả Mahakassapa vậy đó, tức tôn giả quá làm tôn giả không có được, thì thành ra là gì, dẫn cả chấn thất đó là tốt luôn, quý diệt hết luôn những cái gì mà của tôn giả có. Đó thì cũng vậy, xin thưa quý vị, cái con khỉ đó nghe con sáo nói quá vậy đó, cái bắt đầu bực bội là gì? Thì chúng ta biết là con khỉ nó to hơn con sáo rất là nhiều. Thành thử ra là gì? Hủy hoại luôn cái tổ của con sáo. Dạ. Con khỉ nó nói rằng là mày dám chê ta là người có cái tâm bất an nóng nảy, bây giờ đó là ta cho người tẩn luôn, người sợ ta luôn, nó phá tan hoàn cái ổ của con sáo. Con sáo nó mất cái ổ đó thì dĩ nhiên đó là bỏ của chạy lấy người, bỏ cái ổ chạy đi. Sau khi Đức Thế Tôn ngài kể cái câu chuyện quá khứ vậy xong đó, cái ngài mới nói đó là con khỉ lúc trước đó chính là cái vị tỳ kheo phá cái cốc liêu của chế độ, còn cái con sáo đó đó chính là tôn giả Mahakassapa ngày nay vậy. Nói như vậy xong, cái Đức Thế Tôn ngài mới luận: này các tỳ kheo, không phải bây giờ người giáo huấn mà bị phá hoại cái chỗ ngủ của mình, còn con trai của ta là Mahakassapa mà ở chung với kẻ ngu si như thế đó, thì thà là ở một mình đơn chiếc còn tốt hơn. Dạy như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ: cha ranh chê na thi gác chay ya si yang sa di sa mat ta nu e ka cha ri yang dal hang ka yi ra na thi ba le sa ha ya ta. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ:
không tìm không được bạn hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Rồi Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: xa xôi thiên lý lữ trình, không gặp đồng đạo bằng mình hoặc hơn, thà rằng vẫn bước cô đơn, chẳng nên bè bạn với phường ngu si. Rồi có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết dứt cái câu kệ này đó, thì xin thưa quý vị, cái vị tỳ kheo khách ở Rajagaha đến đảnh lễ Ngài đó, chứng đắc được đạo quả Tu Đà Quần và thính chúng, tức là những ai ngay khi đó có thể nghe được cái câu này đó, thì cũng được ân triêm lợi lạc. Vậy thì cái kệ này nè, Đức Thế Tôn Ngài thuyết đó, trực tiếp cho cái vị tỳ kheo khách đó và những người đang ngồi, đang có thể nghe xung quanh ở đó. Nhưng mà cái câu kệ này đó thì lại đề cập đến thầy trò tôn giả Maha Kassapa. Đề cập đến thầy trò của tôn giả Maha Kassapa là như thế nào? Xin thưa quý vị, nói về cái mối quan hệ giữa thầy và trò. Cho nên đó là khi nãy dẫn nhập chúng tôi mới nói với quý vị đó, thầy vừa là thầy nè, mà vừa là bạn. Trò vừa là trò mà vừa là bạn. Đó là ý nghĩa của cái câu kệ này đó, xin thưa quý vị. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau mổ xẻ cái câu kệ này dựa trên những cái gợi mở ở trong duyên sự. Duyên sự là những cái gợi mở để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali. Vậy thì dựa vào duyên sự đó, chúng ta hiểu câu kệ Bali này như thế nào? Câu kệ Bali này Đức Thế Tôn Ngài dạy hai câu đầu đó: Cha Ranh Che Na Thi Gat Chì Ya Si Yang Sarisamat Tanu. Vậy cho rằng ở đây đó mình hiểu theo hai nghĩa: một là người. Thì người đó ở trong chú giải đó mới giải thích chữ chá răng ở đây đó ám chỉ cho bạn lành. Thì nếu mà chúng ta hiểu theo cái khía cạnh này đó, thì bây giờ chúng ta hiểu hai câu đầu này đó là: nếu mà mình không có thể gặp được bạn lành hơn mình bằng mình, vậy thì hơn mình bằng mình ở đây đó là như thế nào? Rồi trước hết chúng ta hiểu bạn lành là ai cái đã. Bạn lành mình hiểu là chữ bạn lành ở đây đó, nó đồng nghĩa với là Kaliya Namitata, là thiện bằng hữu. Những người nè nói thiện, suy nghĩ thiện, hành động thiện, thì đó được gọi là bạn lành. Đó mà mình nói theo nhân phước ha, thì người có bố thí, có trì giới, có tu tiến, đó được gọi là bạn lành. Cao hơn tí nữa đó là gì? Là người có tu giới, có tu định, có tu tuệ, thì được gọi là bạn lành. Đó, được gọi là bạn lành. Dạ, và bạn lành này đó, nếu mà mình hiểu cho nó rộng rãi ra hơn tí nữa đó, thì mình có thể hiểu là gì? Bạn lành là người có giới nè, có định nè, có tuệ nè, hay là người đang tu tập giới, đang tu tập định, đang tu tập tuệ, hoặc là gì? Người có tu tập đầu đà nè, người có tu tập minh sắc tuệ nè, người có thành tựu bốn đạo nè, người có thành tựu bốn quả nè, người có thành tựu ba minh nè, người có thành tựu lục thâm nè. Những người như vậy đó được gọi là
bạn lành đó. Thì mình gặp những cái người đó, đó thì được gọi là mình gặp bạn lành đó. Thì sau khi gặp bạn lành xong, cái bắt đầu là gì, lúc bấy giờ đó mình mới phải có được một cái khả năng này, là tri kỷ tri bị, là mình biết mình biết người. Biết mình là biết cái gì à? Bạn lành ha, là người có bố thí trì giới tu tiến vậy. Nói gọn thôi chứ tu vậy ha. Bạn lành là người có tu tập giới, có tu tập định, có tu tập tuệ. Đó được gọi là bạn lành. Vậy thì mình suy xét, quán xét lại chính bản thân của mình nè. Mình có bố thí, có trì giới, có tu tiến không? Mình có tu tập giới, có tu tập định, có tu tập tuệ không? Và cái có đó đó đến mức độ nào? Bố thí mình đã đạt đến trạng thái là xả chưa? Đó, giới ha, tu bố thí là trì giới đó. Trì giới mình đã đạt đến ở cái chỗ là gì? Từ bỏ được sân chưa? Tu tiến mình đã đạt được đến ở cái chỗ đó là từ bỏ được si chưa? Tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ nè ha. Mình đã đạt được đến ở cái chỗ đó là phối hợp cả ba thứ này chưa? Tức là đạt được đến ở cái chỗ thành tựu bát thánh đạo chưa? Để có thể đó là thành tựu được tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Mình phải xét cái khả năng vậy đó. Tức là kỹ đó là biết mình đến sinh tư gì. Từ lúc bấy giờ mình mới biết luôn là gì. Chỉ kỹ xong giờ tới trí bỉ. Thì lúc bấy giờ đó mình mới biết được người ta, cái người mà mình gặp đó, người bạn lành đó, đó, họ có bố thí trì giới tu tiến, họ có tu giới tu định tu tuệ đó đó. Thì mình biết được đây là bậc tứ quả, đây là bậc tam quả, đây là bậc nhị quả, đây là bậc sơ quả. Còn mình là gì? Chưa có quả nào. Đó thì thành ra là gì? Mình biết được những người này họ hơn mình, hơn mình trên phương diện giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn. Thì làm sao đó mà mình biết được như vậy, xin thưa quý vị? Dựa vào đâu để mà mình so sánh? Thì xin thưa quý vị, không thể dựa vào cái đầu của mình nữa, không thể dựa vào cái não bộ của mình nữa. Cái đầu của mình, cái não bộ của mình chỉ là một hạt cát ở trong sa mạc thôi, xin thưa quý vị, nhỏ bé vô cùng. Thành ra là gì? Mình căn cứ vào cái đầu của mình, mình căn cứ vào cái não bộ của mình đó, để mà mình phán xét, đánh giá, so sánh đó, dẫn đến võ đoán, xin thưa quý vị, không chính xác. Do đó đó mình phải dựa vào cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Đức Phật Ngài dạy này, muốn biết được một ai đó là thánh hay là phàm, thì mình phải làm sao, xin thưa quý vị? Thân cận sống chung với họ, gần gũi với họ. Qua việc thân cận sống chung với họ đó, mình chú mình để ý, khéo tác ý, tức là mình chịu khó mình để ý. Để ý đến thân hành khẩu hành của họ. Rồi gì nữa, xin thú gì? Thỉnh thoảng đó, chuyện trò. Rồi là gì? Thảo luận chuyên sâu về giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn. Đó thì lúc bấy giờ đó, cái tốt của họ sẽ được hiện bày ra, cái xấu của họ cũng sẽ được hiện bày ra. Từ chỗ đó mình mới có cơ sở để so sánh. Đó là lúc đó mình sẽ có được cái tri kỷ nè, tri bỉ. Và tri kỷ tri bỉ này đó mới là khách quan, mới là thật sự là đúng đắn. Lúc đó mình xác định được người kia hơn mình, hoặc là bằng mình, hoặc là thấp hơn mình. Ở trong trường hợp nếu người kia hơn mình, người kia bằng mình đó, thì là mình nên thân cận nè, nên gần gũi, nên học hỏi, có thể đó bái họ làm sư. Nhưng đặt trường hợp đó người kia thua mình thì sao, xin thưa quý vị? Vậy là mình chạy sao? Mình bỏ họ sao? Xin thưa quý vị, không nên ha. Nếu mình có cái khả năng, nếu mình có khả năng thì là nên tiếp độ họ.
Còn mà mình không có khả năng, mình nhắm ha, mình không có khả năng thì đừng có để cho họ tiếp độ ngược trở lại mình đó. Thì lúc đó xin thưa quý vị đó là tiền mất tật mang á. À, lúc đó mình phải nhớ một câu đó là gì? Yếu á, đừng có ra nắng. À, đạo Phật đó là đạo của từ bi nhưng có trí tuệ. À, tiếp độ người ta phải biết được cái khả năng của mình đến đâu, có thể tiếp độ được hay không tiếp độ được. Nếu có thể tiếp độ được thì tiếp độ, còn không tiếp độ được thì giữ thái xả tâm. Mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng, à, để cái nghiệp của họ chi phối họ. Cái sự tiếp độ của họ vượt ngoài khả năng của mình, thì lúc bấy giờ đó mình mới có thể không có bị người ta tiếp độ ngược trở lại. Yeah. À, hai câu đầu đó mình hiểu là như vậy đấy. Đó là mình chỉ cho rằng ở phương diện là người. Rồi bây giờ mình hiểu cái chữ cho rằng ở đây ở phương diện đó là cách sống, kiểu sống. Cách sống, kiểu sống. Cách sống kiểu sống của một ai đó, cách sống kiểu sống của chính bản thân của mình. Vậy nếu mà cách sống kiểu sống của ai đó đó mà mình thấy nó tốt đẹp đó, mình thấy nó thánh thiện, mình thấy nó lành, à, thì lúc đó đó mình bắt chước sống theo. Mình tu theo Phật là sao xin thưa quý vị? À, tu theo Phật thì mình phải hiểu đó, Phật là ai, ngài dạy cái gì, rồi những cái lời dạy của ngài đó mình lấy đó làm chỗ y cứ, làm kim chỉ nam. Và thánh chúng đệ tử của ngài đó, thì thánh chúng đệ tử của ngài cũng có đời sống dạy nè. Đó, bắt đầu đó là gì? Mình bắt chước noi theo đời sống, cách sống, lối sống của thánh chúng đó. Đó là mình tu theo Phật là vậy đó. À, thì thành thử ra đó, khi mà mình xác định được kiểu sống, cách sống, lối sống vậy nè, là thánh thiện, là hiền lương, là thoát tục, thì mình bắt chước, mình sống theo. À, bắt chước sống theo. À, còn nếu như mà mình thấy ha, cái cách sống, kiểu sống, lối sống đó, đó mà nó tệ quá, à, thì mình dùng cái tri kiến hệ của Đức Phật đó, giáo hóa người ta, tế độ người ta. Nếu giáo hóa tế độ không được thì thôi, đường ai nấy đi. Thì hai cái câu đầu đó Đức Thế Tôn ngài dạy mình hiểu là như vậy. Đến hai câu sau, ê ta cha răng đăng hăng cái gì ra nát thi ba lê sa giả ta. À, mình ha không có gặp được bạn lành, mình cũng không có chứng kiến thấy được cái kiểu sống, cách sống, à, hiền lương thánh thiện gì vậy đó, thì thôi, à, mình sống mình thôi, à, cho mình không có giao du lấy những người đó sống ác, sống bất thiện đó làm đồng minh. Cái câu sau này mình hiểu là như vậy. Đó là một phương diện. Phương diện thứ hai là gì? Bản thân của mình ha, bản thân của mình đó xin thú vị, à, từ khi mình chưa có biết đạo nè, đến khi mình biết đạo, à, mình biết được nè bố thí trì giới tu tiên, biết được nè giới quẩn định quẩn tuệ quẩn là vậy, mình có cái lối sống cách sống là như vậy, đó là như vậy. À, thì bây giờ là gì? Mình ráng cố gắng nè, à, giữ vững lòng, à, dầu ai nói ngửa nói nghiêng lòng tai vẫn vẫn như kiền ba chân đó, giữ vững cái kiểu sống lối sống có giới có định có tuệ này, giữ vững cách sống kiểu sống có bố thí có trì giới có tu tiến này, chứ đừng có để cho mình phải bị lui sụp. À, theo quý vị đó ha, mùi ma có hấp dẫn không, đời có nhiều cám dỗ không? Mồi ma rất hấp dẫn.
dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng, làm xáo xuyến tâm can. Ngon lắm, xin thú vị, hấp dẫn. À, và cám dỗ của cuộc đời đó thì ôi thôi cũng rất là nhiều. Cám dỗ cuộc đời đó được thể hiện qua tám ngọn gió. Bà con chúng ta thấy khả năng của điều tiếp với tám ngọn gió đó như thế nào? Có dễ bị gió thổi không? Xin thưa quý vị, rất là dễ. Rất là dễ. Thì để giữ vững được cái lập trường sống của mình, giữ vững được cái kiểu sống, cách sống có bố thí, có trì giới, có tu tiến, có giới, có định, có tuệ này đó, thì buộc lòng mình phải hiểu được cái mặt trái của cám dỗ cuộc đời, mặt trái của những cái ngọn gió đó. Từ đó đó mình mới ráng cố gắng cái gì, xin thú vị, thủ thúc gìn giữ chính mình đó, tức là tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì lúc đó đó mình mới không có bị lui sụp được. Chứ còn không đó là mình sẽ lui sụp. Quý vị có dám tin chắc rằng bây giờ kiếp này nè mình được làm người, kiếp sau mình tiếp tục được làm người không? Không ạ. Không có cái cơ sở nào để khẳng định được vậy, ngoại trừ mình thành thánh thôi. Đó thì thành ra cái từ cái chỗ mà mình hiểu ra vậy đó ha, thì lúc đó gì? Mình bản thân của mình nè, phải cố gắng nỗ lực vững vàng để duy trì giữ vững cái lối sống tốt đẹp mà mình đang có đây. Nếu mình đang có đây thì từ cái chỗ đó, đó bắt đầu đó mình mới từ bỏ xa dần những thói hư tật xấu, từ bỏ xa dần những bạn bè không có tốt, những bạn bè bất thiện. Chúng tôi xin hỏi quý vị ha, chồng của mình có phải là bạn của mình không? Vợ của mình có phải là bạn của mình không? Con của mình có phải là bạn của mình không? Cha mẹ của mình có phải là bạn của mình không? Xin thưa quý vị, là bạn đó. Đó là bạn đó. Đệ tử của Ngài Kassapa là bạn của Ngài Kassapa. Ngài Kassapa là bạn của đệ tử Ngài Kassapa. Đó, thì trong trường hợp đó đó, nếu mà mình giữ vững được lập trường của mình ha, thì mình có thể là gì? Tế độ họ, tế độ nè, giáo huấn nè, ông bà cha mẹ. Xin lỗi, nếu mà nói giáo huấn ông bà cha mẹ thì xem nghe nó hơi trịch thượng quá, hơi không có lễ độ. Mình có thể nói là tiếp độ. Rồi là giáo hóa con cái, nếu giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn của họ, bố thí trì giới tu tiến của họ thấp hơn. Mỗi người tu của chúng ta đó, xin thú vị, lấy người khác, thì người khác ở đây đó là thánh chúng, làm tấm gương soi rọi để bắt chước noi theo. Và đồng thời là gì? Bản thân của mình cũng phải là tấm gương để cho những người khác noi theo. Thì khi mà mình hiểu ra vậy đó, thì là mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi một tháng, mỗi một năm, mình cần phải có cái sự tiến bộ lớn mạnh hơn ở trong thiền pháp. Thì lúc đó đó mình mới xứng là cái tấm gương để cho người khác người ta nói thế. Đây là cái kết luận mà chúng tôi rút ra từ cái bài học và câu kệ Phật cú số 61 này. Cũng xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 61 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến nơi chư tôn đức, cầu mong an các ngài an vui trong đời sống và mạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 61 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Đại Đức Minh Mẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nupa vena sapa thamma nupa vena sapa sangha nupa vena sada sote pavantu te. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được